Các bạn đã xem video của mình nha. Thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Nó đi mà cầu đánh sập cái đó. Để mình đi đường kia. Dơ lắm rồi, muốn đẹp còn phải chịu khó chứ. Thấy không? Thấy cái đường ra ghê không? Quá trời, gác. Hồi quá. Đẹp phải chịu khó chứ. Nãy quên lấy khẩu trang rồi. Cát không em? Ừ. Bao lâu có con đang không? Mấy con đang đeo nè. Có hả? Ừ. Má lần đầu tiên đi cái biển mà tòi ơi. Thằng lầy vô. Muốn đẹp phải chịu cực chứ. Đi từ từ nha. Kiếm đồ lót qua. Anh ơi, lát lượm miếng cây nữa lót qua cho nó dễ. Dơ quá. Nó đi trước kìa. Dơ quá nè. Cẩn thận đạp miếng chai nữa. Chui nữa. Qua đây nè. Chung đó hả? Qua đây đi. Cực khổ quá. Cái này là đi ra bãi đá nè. Sắp tới rồi. Đâu được cái đâu đâu. Ừ. Ở thịnh với bà đúng không? Ừ, cũng lội vô đây. Lội qua đi em. Ai hả? Ủa, người ta hả? Đi đi. Đi nãy đi cái cầu kia cũng phải lội ra à. Đâu mất tiêu hết rồi. Đi ra tới ngoài rồi kìa, đi lại đi. Đi đi. Này đúng là bãi sình nè. Bên đầu tiên này nữa có cái cây kìa. Tới rồi mấy bạn ơi. À, tới rồi. Cực khổ đi ra đây. Đá nè. Đá rồi. Này là tên gì? Ở đây tên gì?
em quay nãy giờ đi từ hôm kia ra đây á. Hả? Đấy mấy bạn. Đấy, không nghĩ về. Đây bà đá Gò Công mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nha mấy bạn. Biển này sóng lớn quá. Biển không sợ.
tập nên cũng ít người đi. Nếu mà nó sạch thì đông, nó làm bãi rồi như phú rồi. Dạ. Chết mẹ quay rồi. Không đâu. Video rồi. Ừ. Đâu có.